Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa Sinh học 6 trang 82 đề bài như sau: Em hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá. Như vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết một nhỏ thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu có trong sách giáo khoa trang 80. Sau đây cô và các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Cô có thể đưa ra một thí nghiệm như sau. Các em hãy trồng hai loại cây hai cây tươi vào hai chậu trong đó thì chậu cây a ngắt bỏ lá và chậu cây b không ngắt bỏ lá sau đó đi trùng túi ni lông lên cả hai chậu cây sau một thời gian các em sẽ thấy rằng ở chậu cây có lá sẽ xuất hiện hơi nước trong túi ni lông do thành túi ni lông bị mờ còn chậu cây có không có lá không có hiện tượng này từ đó các em có thể đưa ra kết luận rằng có sự toát hơi nước qua lá ở cây như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa Sinh học 6 trang 82.